công cha nghĩa mẹ bao la, hy sinh tất cả nuôi ta nên người. Làm con xin chớ quên lời, đền ơn cha mẹ muôn đời đạo con. Sanh lão bệnh tử. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều, giờ đây con đã lớn khôn. Tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa con yêu ơi.
rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Con biết cha dành cho con
bần thân Bye.
Thật sự thất nhiên thần phước lô tăng cửu lợi cả toàn dân lễ hương minh tứ bạn ơi. Phụng minh sanh cáo đạo lộ nhất tôn phụng tướng sơn bổn sư phước đức chánh thần chư vị tài thần thọ thần mẫu phương xứ già đạo lộ độ sự di quan tổ phục thank you.
chí lãnh đạo, kính thưa cô bác anh chị cùng gia đình tang quyến, với niềm thương tiếc vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Út, người đảng viên cộng sản, người đồng chí kính mến của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi. Đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8:00 ngày 3 tháng 4 năm 2023, hưởng thọ 67 tuổi. Trong những ngày qua, ban lễ tang cùng gia đình tổ chức đón tiếp các cơ quan, đơn vị, cô bác, thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Với lòng chân thành luyến tiếc, đồng chí đã ra đi mãi mãi. Hôm nay, ban lễ tang trang trọng tổ chức lễ truy điệu đưa tiễn đồng chí Nguyễn Văn Út về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến dự lễ truy điệu hôm nay có mặt các đồng chí trong ban tang lễ: đồng chí Hà Tuấn Anh, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Ngọc Quyên, phó bí thư thường trực đảng ủy phường; đồng chí Trần Công Hiếu, phó trưởng ban tiếp công dân thành phố Thủ Đức; đồng chí Trần Văn Mau, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân phường; đồng chí Võ Thùy Anh, ủy viên ban thường vụ chủ tịch mặt trận tổ quốc phường; đồng chí Võ Hướng Nam, ủy viên ban thường vụ trưởng công an phường; đồng chí Phan Trọng Tuấn, đảng ủy viên chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường; đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, đảng ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường; đồng chí Đào Đức Kha, bí thư đảng bộ bộ phận khu phố 5; đồng chí Võ Văn Tư, trưởng khu phố 5; đồng chí Trương Văn Ở, bí thư chi bộ 1 đảng bộ bộ phận khu phố 5; ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình, đại diện gia đình. Đến tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Út còn có các đồng chí đại diện cấp ủy, các đồng chí đảng viên trong chi bộ 1 đảng bộ bộ phận khu phố 5, đại diện các cơ quan, cô bác, anh chị và bạn bè thân hữu cùng gia đình tang quyến. Sau đây kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Quyên, phó bí thư thường trực đảng ủy phường, thay mặt ban lễ tang đọc điếu văn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí cô bác thân hữu gia quyến của đồng chí Nguyễn Văn Út. Đồng chí Nguyễn Văn Út của chúng ta không còn nữa. Đồng chí đã từ trần vào lúc 8:00 ngày 3 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 67 tuổi. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phú Đông B phối hợp cùng cấp ủy chi bộ 1 đảng bộ bộ phận khu phố 5 và gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Út về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Út sinh năm 1957 tại xã Phước Long, huyện Thủ Đức, sinh trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng vào ngày 8 tháng 7 năm 1982 tại đảng bộ xã phường Phước Bình, xã Phước Bình. Đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1977 đến tháng 12 năm 1977, đồng chí đi học hạ sĩ quan cảnh sát Vũng Tàu. Từ tháng 12 năm 1977 cho đến tháng 12 năm 1981, đồng chí làm cảnh sát khu vực ấp 3, kiêm tổ trưởng phụ trách cảnh sát khu vực xã Phước Bình, huyện Thủ Đức. Từ tháng 1 năm 1982, đồng chí làm phó công an xã Phước Bình, thành viên của Ủy ban nhân dân xã Phước Bình, huyện Thủ Đức. Tháng 12 năm 1982, đồng chí làm trưởng công an xã Phước Bình, đảng ủy viên đảng bộ xã Phước Bình, huyện Thủ Đức, kiêm bí thư xã đoàn xã Phước Bình, huyện Thủ Đức. Từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 3 năm 2003, đồng chí là ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân xã Phước Bình, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 4 năm 2003, đồng chí là quận ủy viên, trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9, sau đó là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân quận. Đến tháng 9 năm 2017, đồng chí nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ 1 đảng bộ bộ phận khu phố 5, phường Phú Đông B, thành phố Thủ Đức. Kính thưa các đồng chí và gia quyến, với hơn 67 tuổi đời, 40 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Văn Út đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng chí đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, hạng ba, huy hiệu đảng 40 năm tuổi đảng, và trên bất kỳ cương vị nào
đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, tận tụy với công việc, thương yêu đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp. Với những đồng chí, đồng nghiệp, cô bác, xóm giềng cũng thể hiện tinh thần gương mẫu của người đảng viên trong gia đình, đồng chí luôn là người ông, người cha mẫu mực. Đồng chí Nguyễn Văn Út ra đi, đảng bộ phường Phú Long B mất đi một người đồng chí với 40 năm trọn tình, trọn nghĩa với đảng. Gia đình mất đi một người ông, người cha mẫu mực và yêu quý. Chỗ biết rằng sinh, lão, bệnh, tử, trong cuộc sống con người không ai tránh khỏi. Nhưng sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn, không gì bù đắp được đối với gia đình và thân quyến gần xa. Và hôm nay, trong giờ phút đau thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể gia đình đồng chí Nguyễn Văn Út lời chia buồn sâu sắc. Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Văn Út, người đồng chí với 40 năm cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Và để bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương đồng chí, chúng tôi ban tang lễ xin quý vị có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay hãy dành một phút mặc niệm để tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Út về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Quyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Xin mời ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình, đại diện gia đình tang quyến có đôi lời cảm tạ. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, các tổ chức chính trị xã hội, bà con nhân dân, cô dì chú bác, con cháu nội ngoại hai bên. Tôi là Nguyễn Đỗ Thanh Bình, con trai út của gia đình. Cho phép tôi được đại diện cho gia đình để gửi đôi lời cảm tạ đến các thành viên trong ban tổ chức tang lễ. Đến tất cả các quý vị đã đến đưa tiễn bố tôi, ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1957, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin được gửi đến tất cả mọi người, bà con cô bác, con cháu nội ngoại hai bên lời cảm ơn chân thành vì đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến viếng và tiễn biệt bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn các quý vị đã đến chia sẻ nỗi buồn với gia đình của chúng tôi, cũng như đã đóng góp vào những giây phút thanh thản và tiễn đưa bố tôi, ông Nguyễn Văn Út, vào cõi vĩnh hằng. Bố tôi, ông Nguyễn Văn Út, là một người cha, người chồng, một người bạn và là một người đồng chí, đồng nghiệp đáng kính. Ông là một người công tác nghiêm túc, chăm chỉ và có tấm lòng nhân ái sâu sắc đến mọi người xung quanh. Tất cả những đóng góp và thành tựu của ông trong suốt cuộc đời đã để lại nhiều dấu ấn và ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Mặc dù con cháu đã hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc, nhưng do bệnh tình trở nặng, ông đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 2, hưởng thọ 67 tuổi, để lại niềm tiếc nuối cho gia đình, con cháu nội ngoại hai bên. Một lần nữa, xin thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã tận tình giúp đỡ gia đình để công việc hậu sự được diễn ra trang trọng và chu toàn nhất. Trong lúc tang lễ còn nhiều vấn đề sơ xuất, gia đình chúng tôi xin được sự cảm thông và lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn. Ban lễ tang cùng cô bác, anh chị thắp nén hương đưa tiễn đồng chí Nguyễn Văn Út về nơi an nghỉ.
sinh tử cứu lai đô thầy mộng tóc văn trần thượng. Người đã xa tôi.
thầm cha không nói, khẽ ôm chầm khi con đang ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn cha nào để con hay. Cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Những vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhìn mẹ ôm con, đứng đằng sau gian dòng vòng tay che chở lấy. Giờ đời con vấp ngã lắm buồn lầy, để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm, đã vô tâm làm cha đâu. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Chỗ tội nghiệp, ôi
đại chí vô lòng như con kẻ mà làm thế nào đặng chứ năng chờ những thứ bằng đại bi tiên dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô đại bi quan thế âm Bồ Tát Nam Mô đại bi quan thế âm Bồ Tát Nam Mô đại bi quan thế âm Bồ Tát Nam Mô sáu mươi bảy tuổi long chung ngày 13 tháng 2 những năm quý mẹo mạng thời di chúng tu công đức thân pháp dẫn kinh tội diệt phước sanh thiện căn tâm trường sen chứng vọng sanh về nơi văn tượng phật phương tiếp nước cành tây phương vô cập cầu an hiện tiền và môn hiếu yến cập thân bằng quyến thuộc thân xu hương thới mạn dị bình an tứ thời vô tiên tiểu chi tai bát thiết hộ trùng lai di các khánh khổ nguyện nam mô a di đà phật tiêu diêu trần thế giới phát lạc vũ linh đài để chẩn thân tôn tiện như lai thân thọ thi nam mô di đà phật cấu trần lưu nhập tỳ lô qua tạng giới cá chung vô xứ bất siêu luân thầy bất tài thầy diệu cực pháp tân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đáng định đàn tràn sơ khổ mộc di tác dương xuân khi quý bạn di thành tịnh độ sở dị đạo nội ngoại trung gian dư trực quý thánh phòng lưu huyện tâm thánh lương vô thánh trôi qua ngày ba đi xa để lại kia cùng con nơi ấy con vẫn luôn cất giữ trong lòng gọi con đêm mưa hỏi con ăn trưa chỉ là con ăn phải thật đúng bữa vậy sao ba mặc mình đói suốt bao hôm tung tăng bưng ra đời lặng nơi xa vời phấn đấu lo cho ba nhưng chưa kịp thì ba đã không còn ba đã đi về nơi xa
Sao con